Một cái chia sẻ có lẽ là rất là nhiều người muốn biết. Không biết rằng là từ giờ đến cuối World Cup thì Bá Phú sẽ còn bình luận trận nào nữa? Cuối World Cup thì không rõ, nhưng mà đến đêm nay thì mình sẽ bình luận trận Croatia và trận Argentina. Ôi, đúng người đúng cảnh đấy nhở. Thực ra là rất là đúng người đúng cảnh ấy. Hiểu sắp đặt gì không? Và để có thể để chuẩn bị cho một trận đấu như thế này, một trận bán kết của World Cup, có lẽ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình đúng không? Phú sẽ bình luận một trận lớn như thế này ở đấu trường World Cup, và không biết là cái sự chuẩn bị nó đã diễn ra như thế nào. Sự chuẩn bị thì nó đến từ trước World Cup, nhưng mà kỳ thực là với một cái trận bán kết World Cup thì luôn sẽ là một cái điều là ngày hôm nay thì mình sẽ bước vào cái trận đấu này với một cái tâm thế như thế nào. Bởi vì rõ ràng là về mặt thông tin thì mình nghĩ là những khán giả họ đã theo dõi nguyên một cái hành trình của Croatia và Argentina tương đối dài. Và chính vì thế mà cái tâm thế khi họ bước vào cái trận đấu này thì họ mong muốn gì và mình sẽ cần phải nói cái điều gì đấy cho khán giả để có thể đem lại một cái trận đấu hấp dẫn. Bởi vì thực ra bạn biết tính tớ thì tớ luôn thích những bất ngờ, luôn thích ủng hộ những cái đội gọi là kèo dưới như kiểu Croatia hay Maroc. Hay giống như một cái trận bình luận trong đời nhớ nhất thì lại là một cái đội bóng xuống hạng ở Bundesliga, chứ không phải là những cái trận đấu chung kết hay cái gì cả. Dù tớ với bạn làm cái trận đầu tiên trong sự nghiệp là một trận siêu cúp Đức, trận thứ hai trong sự nghiệp là trận Chelsea gặp Man United cách đây đúng 10 năm. Và có lẽ là ngày hôm nay thì Phú sẽ phải gọi là chuẩn bị rất là kỹ lưỡng này, rồi cũng phải chuẩn bị kể cả mặt tinh thần nữa, bởi vì là nếu mà tối nay mà có một cái chuyện gì nó xảy ra với Argentina thì mình nghĩ rằng là cũng 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 phức tạp phết đấy. Đấy là một cái lời cảnh báo trước là như thế, với kinh nghiệm làm nghề. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến về những cái câu chuyện chuyên môn, bởi vì là ngày hôm nay biết rằng là Phú cũng đã phải sắp xếp thời gian nọ kia, cũng rất là bận rộn trong cái một cái ngày mà phải chuẩn bị cho trận bán kết của FIFA World Cup như thế. Tất cả lỗi của anh Khánh thôi, và tất cả mọi người cũng sẽ phải truy tìm anh Khánh ở một nơi ở một đâu đó để có thể khiến cho anh Khánh phải bù lại tất cả những cái chuyện đó thôi. Bây giờ là câu chuyện về Croatia và Argentina, họ sẽ chuẩn bị như thế nào trước khi mà trận này diễn ra? Tôi nghĩ là về mặt tinh thần thì họ chỉ chuẩn bị về mặt tinh thần thôi. Về mặt chuyên môn thì có lẽ là họ cũng đã có những cái buổi phân tích với nhau rất là kỹ. Còn nó sẽ là một cái sự thả lỏng trước trận đấu. Ví dụ như nhìn những cái buổi tập của hai đội tuyển này thì luôn là những nụ cười. Nhưng mà tôi nghĩ là cái người mà được chú ý nhiều nhất của hai đội tuyển này thì đương nhiên là Lionel Messi và Luka Modric. Tôi nghĩ đấy là một cái điều rất là thú vị, bởi vì khi mà mình nhìn lại cách đây 17 năm trước, có một cái bức ảnh tôi nghĩ là rất là hay. 17 năm trước, bức ảnh của Luka Modric theo kèm với Messi, mọi người nhìn thấy Messi đây, sống xoài. Từ từ, anh chị xin cái bức ảnh của Messi và Luka Modric cách đây 17 năm trước. Đó, mọi người nhìn thấy hình ảnh Luka Modric ngã sõng soài được không? Thì đây là cái trận mà Luka Modric ra mắt đội tuyển Croatia. Còn Messi thì trong trận đấu với Croatia đó thì Messi có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của mình trong màu áo Argentina. Và mình nghĩ là đấy là một cái điều rất là thú vị, giống như mọi mọi chuyện nó đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Và cái ngày đấy thì Messi mặc áo số 19, còn Luka Modric thì mang áo số 10. Thì mình nghĩ là đây, 19, à số 14. Nhưng mà bây giờ cả hai ngày hôm nay ấy, thì mang áo số 10. Giống như bạn giật cái thumbnail ngày hôm nay, cuộc chiến của hai số 10, đúng không? Vâng, rõ ràng là hai số 10. Mặc dù là họ là những số 10 kiểu khác nhau, tí nữa thì chúng ta sẽ phân tích cái chuyện đó, nhưng mà cái bức ảnh này của Messi và Luka Modric thực sự đã mang đến rất là nhiều những cái hồi ức tuyệt vời dành về cho hai cái cầu thủ này. Luka Modric lúc đấy mặc áo số 14, và theo những gì mà mình được nghe chia sẻ về cái số áo 14 của Luka Modric ấy, là anh ta rất là thần tượng Johan Cruyff của đội tuyển Hà Lan, và Johan Cruyff là một người rất là thích áo số 14. Đấy là một cái điều rất là lạ, bởi vì là không nhiều cầu thủ ngôi sao trên thế giới gọi là trụ cột của một đội tuyển nào đó hay là một câu lạc bộ nào đó khoác trên mình số áo 14 cả. Nhưng Johan Cruyff là một người như vậy. Thế chính vì thế lúc mà bắt đầu cái sự nghiệp của mình ấy thì Luka Modric đã chọn cái áo số 14 này. Và rồi sau đó thì khi mà cái vai trò của anh ta càng ngày càng lớn hơn, anh ta là trụ cột, anh ta là nhạc trưởng của đội bóng, thì anh ta sẽ mặc áo số 10 thôi. Và hình như là trong trận đấu đó còn rất là nhiều những điều đặc biệt nữa. Thứ nhất là huấn luyện viên của Scaloni đội tuyển ngồi Argentina bây bên ghế giờ dự là bị. đồng đội của Messi đấy. Đồng đội của Messi đấy, hai anh em cùng chiến tuyến đấy. Rồi hình như có một hình ảnh mà Phú đã nhắc đến trong phần bình luận của mình.
trước một trận đấu của Croatia, mình vẫn nhớ mình xem rất là tất cả các trận mà Phú bình luận ở World Cup lần này, thì có một cái câu chuyện hình như là Modric dắt tay một cậu em nào đó cũng đang đá ở đội tuyển Croatia đúng không? Đây cậu em đấy, cậu em đấy là Mazur, cái người số 7. Tức là mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh Luka Modric dắt tay. Tức ngày đấy là một cái cậu bé dắt ra sân thôi, rất là bình thường thôi. Không ai nghĩ cuộc đời có ngày Mazur và thay Luka Modric ở trên màu áo đội tuyển quốc gia. Mình nghĩ là Luka Modric là một cái người cũng giống như Messi ấy, không chỉ là một cái biểu tượng mang tính chất cá nhân, mà cả hai ấy đều là những người dẫn dắt những cái người đàn em của mình, dìu dắt những người đàn em của mình. Tức là họ đã trải qua tất cả mọi thứ của bóng đá Croatia lẫn Argentina và họ dìu dắt những người đàn em. Hình ảnh Mazur này, rồi có một cái hình ảnh nữa mình cũng sẽ chia sẻ đây, quý vị có thể nhìn. Đây là một cái trận ra mắt World Cup của Luka Modric nhá, vào thay Ivica Olic nhá. Ngồi trên khán đài là ai này? Quý vị Quân có thể đoán thử đoán đi. Quý vị đoán xem là ai nào. Xem là ai nào. Tôi cũng chưa chắc đã đoán được hình ảnh này đâu. Thử gợi ý cho chúng tôi xem rằng là bây giờ tớ gợi ý nhá. Gợi ý nhá. Bố à quên. Thôi trước ông đi. Ông của cái bạn khán giả này ấy là một bác sĩ tích quang. Bà nội ấy thì lại là giáo viên tiếng Anh. Ôi dồi, gợi ý thế thì khán giả kéo còn bị tẩu hòa nhập ma luôn ấy. Đây, bắt đầu thấy quen hơn chưa này? À ok, gương mặt này thì bắt đầu quen rồi. Đây là anh chàng gọi là tạo ra những cái cơn sốt rất là lớn trong những ngày qua của World Cup, đó là Livakovic. Livakovic, thủ môn của tức là Croatia. Một cái người truyền cảm hứng, mà Livakovic là cũng rất giống với Quân. Livakovic thì trước kỳ World Cup này đâu đó 2019 thì đang theo học một trường là Học viện Ngoại giao. Và khoa Ngoại giao và quan hệ quốc tế. Đấy. Bố thì cũng là một cái người rất đặc biệt. Bố thì mình cũng đã chia sẻ rồi là thư ký của đại loại là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Croatia. Tức là con nhà giàu ấy đúng không? Tức là một công tử đi đá bóng đấy. Công tử đi đá bóng đấy. Và có thêm một cái điều nữa là có một cái đoạn clip mà mình nghĩ là rất là đặc biệt. Xin mời anh chị có thể bật cho cái đoạn clip đó. Thì mình nghĩ là Luka Modric là một cái người mà như mình nói ấy, là dìu dắt những cái người đàn em của mình. Thì Quân với mọi người có nhớ là đấy nhá. Bây giờ nhá, quý vị khán giả nhá, tháng 6 2019, lúc đấy là cũng không định lên đội tuyển đâu, nhưng mà đang đi học đấy, thì là bị gọi lên đội tuyển, thì là được bắt chính cho Croatia ở trận gặp xứ Wales này, và sau đấy ấy, thì giành vé đi Qatar. Nhưng mà cái giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại World Cup ấy thì mắc lỗi rất nhiều. Và chính vì thế là Luka Modric là một người đội trưởng đã ngồi bên cạnh nói chuyện. Modric thì nói là tôi sẽ nói chuyện với cậu này. Nếu tôi không quan tâm thì nhưng tôi không thấy cậu tiến bộ. Áp lực quá chăng đúng không? Cậu đang tạo ra sự không chắc chắn và điều đó ảnh hưởng tập thể. Tại sao cậu không thể mắc sai lầm? Tôi cảm thấy là cậu sợ mắc sai lầm. Mọi người đều mắc sai lầm. Hãy kể tên một người không bao giờ mắc sai lầm đi. Tôi không đến đây bằng sự sợ hãi. Điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Anh chị có thể cho xem lại cái đoạn băng vừa rồi. Cái hình, cái tay ấy. Tôi nhìn cái tay của Livakovic, tức là một cái người vô cùng rụt rè. Tức là cứ xoa đi xoa lại giống như ông đàn anh ra gõ đầu mình ấy. Ông bắt thế này thì đội mình vô cùng nguy hiểm. Nhìn cái tay ấy, cứ bật play và tắt cái tiếng đi cũng được. Tức là đấy là những cái chia sẻ của một cái người đàn anh. Thì bạn thấy như nào? Thực ra là đây là một cái hình ảnh nó rất là đặc trưng với Luka Modric ấy. Người ta bảo rằng là Luka Modric có một cái bản chất của một người đàn anh ẩn nhìn sâu. Nhìn cái tay Livakovic kìa. Thấy không? Nó rất là kiểu rụt rè, kinh rụt rè và lắng nghe kiểu, và rất là sợ đấy. Như kiểu chúng ta đang ngồi với cả anh Quốc Khánh đúng không? Chúng ta ngồi anh Quốc Khánh tay nọ tay sẽ kia. Xoa tay kiểu đấy đúng không? Rồi anh nói gì mà anh nói gì cũng thấy đúng, mà anh nói gì cũng kiểu mình cảm thấy cũng là một cái bài học cuộc sống gì đấy, và chúng ta sẽ cũng phải lĩnh hội cái chuyện đó. Thực ra là Luka Modric cũng đã thể hiện cái điều này ở trên sân cỏ cách đây 3 ngày thôi, đấy là trường hợp của Rodrigo. Luka Modric sau khi mà Rodrigo đá trượt quả penalty ấy, Luka Modric chạy đến Rodrigo và cũng ôm đầu Rodrigo, nói với Rodrigo rằng là không có việc gì mà phải buồn hay là cảm thấy thất vọng sau một cái pha bóng như thế cả. Sự nghiệp của tôi đến đây bạn cũng biết rồi,
Tôi đã từng phải trải qua điều đó, đúng không ạ? Ở Euro thì Luka Modric cũng đã người đá hỏng quả penalty trong trận đấu gặp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và khiến cho Croatia bị loại. Và đấy là một bài học để giúp cho có một Luka Modric của ngày hôm nay. Thì tất cả những hậu bối của Luka Modric có thể nhìn vào chuyện đó để thấy rằng là không có vấn đề gì cả. Bạn còn rất trẻ, bạn còn rất nhiều cơ hội để làm lại. Và một cái sai lầm thế hay là một cái tình huống như thế nó không phải là một cái thứ quyết định đến sự nghiệp của bạn. Thì điều đó cho thấy một cái bản lĩnh này và một nhân cách tuyệt vời của Luka Modric, đúng không? Thực ra tớ với bạn là những người cũng làm nghề. Và phải nói thật với quý vị khán giả là tôi với Quân là bị chửi rất nhiều. Nghiêm túc là khi mà mình làm bình luận, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là giai đoạn đầu. Rất là giai đoạn đầu. Bởi vì kỳ thực là khi mà vừa vào một cái thì mình làm những cái trận chung kết, nói thật là mình bị chửi cũng đúng thôi. Không có gì khác, không thể khác được. Bản thân mình, góc độ khán giả thì mình cũng cảm thấy như thế. Mình non nớt rồi mình mắc sai lầm. Nhưng mà rõ ràng có những người anh gọi lại vỗ về, ok, có những thứ như này cần điều chỉnh, cần rút kinh nghiệm. Và mình đã làm tốt cái gì, truyền động lực, ok. Quan trọng là không phải mắc sai lầm, mà đừng sợ mắc sai lầm. Chính xác là như vậy. Đúng không? Và nhìn hình ảnh của Luka Modric thì chúng ta chắc chắn là cũng sẽ phải so sánh với một số 10 khác của trận đấu này rồi. Thứ nhất là Messi thì cũng là một thần tượng của rất nhiều những cầu thủ đang thi đấu ở đội tuyển Argentina vào lúc này. Ví dụ như trường hợp của Enzo Fernandez thì anh ta cũng đã viết tâm thư với Messi sau cái trận chung kết Copa America ở Mỹ. Messi đá hỏng quả luân lưu ở trận gặp Chile. Thì Enzo lúc ấy còn là một cậu bé đâu đó 16 tuổi. Viết một tâm thư là: anh Messi ơi, anh đừng có từ giã đội tuyển quốc gia. Bởi vì nếu mà điều đó xảy ra thì em không biết làm thế nào, không biết là đội tuyển quốc gia của chúng ta sẽ đi về đâu. Thì đấy là một cái trường hợp. Hoặc là trường hợp của Alvarez dán poster hình ảnh của Messi đầy nhà luôn, khắp phòng luôn, khắp phòng luôn. Đấy thì là một thần tượng, và cảm giác được chơi bóng với một thần tượng là một cảm giác rất là tuyệt vời. Nó cũng cảm giác giống kiểu cảm giác của tôi ấy, lần đầu tiên lên sóng World Cup từ A đến Z thì ngồi cạnh biên tập viên Quốc Khánh ấy. Mặc dù ngày hôm nay anh Khánh trước khi mà rời khỏi cái chiếc ghế mà bạn đang ngồi ấy run thì anh ấy run lắm ấy, bởi vì sợ là chúng ta sẽ nói xấu anh ấy. Nhưng mà từ nãy giờ là chúng ta toàn nói những điều tốt đẹp về anh Khánh thôi, mà thực sự là cái cảm xúc của mình là như thế thật. Mình là những người hậu bối và mình luôn có một cái cảm giác rất là trân trọng những người tiền bối của mình đi trước. Và cái điều thứ hai nữa là hình ảnh của Messi trong trận đấu với đội tuyển Hà Lan. Chúng ta cùng xem lại, đúng không? Hình ảnh Messi rất hay. Mình thích vô cùng. Tức là bạn thấy không? Tức là cái đầu hình ảnh này là Lautaro sút quả phạt đền cuối cùng trong trận Hà Lan. Và toàn bộ anh em trong đội tuyển là chạy đi ra ăn mừng cùng Lautaro, cùng với cổ động viên. Một mình Messi chạy ra chỗ Emin Martinez. Tôi nghĩ đấy là một cái tư chất thủ lĩnh. Và kỳ thực là không nhiều cầu thủ có cái chuyện đó. Tức là nhiều người họ luôn coi họ là thủ lĩnh. Nhưng cái quan trọng là phải đối xử với những gọi là anh em đi trong đội phải giống như một thủ lĩnh. Thì Luka Modric có điều đó. Và cái hình ảnh này của Messi là hình ảnh mà sau trận đấu tớ nhớ nhất. Ngoài những cái hình ảnh gọi là thôi la mắng rồi các thứ đi nhá, bỏ qua hình ảnh đi, thì đây là cái hình ảnh mà mình thích nhất. Mà mình thấy là không phải ngẫu nhiên mà dùng đúng từ là trong cái đội tuyển Argentina họ nể Messi. Và họ chiến đấu hết mình với Messi. Họ chiến đấu vì Messi. Đó, thì ví dụ như Martinez là một trường hợp điển hình ấy. Anh ta bảo rằng là chúng tôi sẵn sàng hy sinh tất cả với Messi. Rồi De Paul bảo rằng là Messi là người có thể chỉ cần gọi một cái thôi, tôi sẽ lao vào tất cả các cuộc chiến. kiểu như thế. Và Martinez cũng đã bảo rằng là Messi là 99.9% sức mạnh của Argentina. Thực ra nhá, đấy là một cái lời nói quá thôi, chứ còn thực ra là Messi cũng chỉ gọi là một thành phần trong số tất cả những thành viên đang chơi rất là tốt của đội tuyển Argentina ở World Cup năm nay thôi. Nhưng điều đó cho thấy rằng là tất cả cầu thủ Argentina họ nén cái tôi của mình xuống rất là nhiều để hướng về một chuyện rất quan trọng là chúng ta sẽ cùng giúp cho Messi có một giải đấu tốt nhất, cùng giúp cho Messi có một trận đấu thăng hoa nhất, để làm thế nào chúng ta đạt đến cái điều quan trọng nhất, đấy là vinh quang cho Argentina, vinh quang cho cả Messi nữa.